Ở trong phủ Tây Hồ này nó có một đặc sản, một bí quyết riêng, bánh là bánh gia truyền từ xưa rồi. Vâng. Tôm đẹp, tôm ngon thì mình sẽ lựa chọn cái tôm đồng đất ấy. Vâng. Thì cái tôm đồng đất khi mà lên thì màu nó đỏ tươi mà cái con tôm nó rắn chắc. Thế đây là bố mẹ chị truyền lại. Một cân nó là 60 con và 60 con làm được 30 cái bánh. Vâng. Xin chào cô bác, quý anh chị và các bạn xem kênh Cuộc Sống Hà Nội. Hôm nay em Đức Anh, cháu Đức Anh sẽ giới thiệu với lại quý cô bác, quý anh chị và các bạn món bánh tôm Hồ Tây. Không biết là vị bánh này nó ngon như nào không? Thì mời cô bác, quý anh chị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi với lại chị bán hàng ở đây nhé. Em chào chị nha. Chào em. Vâng, chị bán hàng ở đây lâu chưa? Nhà chị ở đây, nhà chị bán từ bé em ạ. Dạ thế ạ, thế là cũng lâu rồi. Từ xưa rồi. Vâng. Em thấy là cái bánh tôm Hồ Tây này, ai lên Hồ Tây thì cũng muốn được thưởng thức cái bánh này. Thì chắc chắn là cái bánh này phải có bí quyết riêng chứ chị? Đúng rồi, đây là bí quyết gần như là làng nghề. Vâng. Ở trong phủ Tây Hồ này nó có một đặc sản, một bí quyết riêng. Vâng. Cái này mình cũng phải lựa chọn cái loại tôm nào để cho phù hợp đúng không chị? Đúng rồi em ạ. Thường là ví dụ như là muốn tôm đẹp, tôm ngon thì mình sẽ lựa chọn cái tôm đồng đất ấy. Vâng. Thì cái tôm đồng đất khi mà lên thì màu nó đỏ tươi mà cái con tôm nó rắn chắc. Dạ, vỏ vâng. Nó mỏng, ăn rất là ngon. Vâng. Cái bột rán tôm này thì mình phải làm bằng bột gì ạ chị? Chủ đạo đó là bột mì. Vâng. Ngoài ra thì nó còn có thêm bột chiên giòn, bột sư tử, bột nở. Vâng. Và trứng gà. Quan trọng nhất vẫn là công thức để pha để làm đúng sao rồi. Cho cái bánh tôm nó ngon đúng không chị? Tỷ lệ chuẩn và cái cách ủ làm sao để cho bánh tôm ngon nhất. Vâng. Nên bột bánh ngon nhất. Dạ. Đấy là cái bí quyết gia truyền rồi. Dạ vâng. Cái này chị bán tôm này thì có được ai truyền lại không? Có chứ, đây là bố mẹ chị truyền lại. Vâng. Thế ngoài chị bán ở khu vực Phủ Tây Hồ này, chị còn bán ở chỗ nào nữa không? Chị chỉ bán ở Phủ Tây Hồ này thôi, ngoài ra thì chị bán online đi xỉ đi các nơi. Vâng. Nhưng mà chị chỉ giao xỉ thôi. Vâng. Chứ không giao bí quyết. Vâng. Thì mọi người đến thì chỉ lấy xỉ mang đi bán các nơi thôi. Vâng. Chị có thể cho biết tên với lại số điện thoại để mọi người có mua hàng của chị thì là mọi người sẽ liên hệ với chị được không? Sẵn sàng. Vâng. Chị tên là chị Hạnh. Vâng. Số điện thoại của chị là 098 809 8272. Vâng. Mọi người có nhu cầu thì cứ gọi điện cho chị sẽ ship đến tận nơi cho mọi người. Vâng. Đấy, quý cô bác, quý anh chị và các bạn theo dõi video thì có thể mua hàng, đặt hàng bánh tôm Hồ Tây nhé. Đây là loại bánh đặc sản ở khu vực Hà Nội cũng như là khu vực Tây Hồ đấy ạ. Khi mà đi lên Hồ Tây, Tây Hồ mà không ăn cái bánh này thì hơi phí. Bánh ăn ở đây hả em? Ừ, thế em vào đi. Bánh tôm Hồ Tây. Đấy, có các chị khách hàng đi chơi du xuân cũng mua bánh tôm. Nhà mình ăn bao nhiêu nhỉ? Em thấy là cái bánh tôm này cũng phải có cái bí quyết để làm nước chấm chứ chị nhỉ? Có em ạ. Vâng. Bí quyết cái nước chấm của nó thì thường làm bằng những chất liệu như nào chị? Nước chấm của nó là nước chấm chua ngọt. Vâng. Chủ đạo của nó là đường, giấm, thêm một chút chanh. Vâng. Cái đấy thì mình pha theo tỷ lệ. Dạ. Tỏi, ớt nữa. Vâng. Thế chào cô nhá. Cô có hay ăn bánh tôm Hồ Tây này không? Vâng. Vâng. Sao cô không ăn luôn ở đây? Mình bội lắm. Vâng, thế là coi như là mình mua về luôn. Dạ vâng. Có những thực khách là ăn ở đây rồi nhưng cũng muốn là mua về cho cả gia đình cùng thưởng thức nữa. Vâng.
Theo chị chủ quán ở đây, chị bảo là bánh nhà chị là gia truyền đấy, rất là ngon. Cái tôm này chính là tôm ở Tây Hồ này luôn đúng không ạ? À, cũng có tôm ở Hồ Tây, nhưng mà thực ra thì Hồ Tây cũng không thể nào nhiều tôm để phục vụ cho thực khách hết được. Vâng. Vì vậy mà cũng có lúc phải lấy tôm ở ngoài nữa, nhưng mà chọn làm sao mà loại tôm ngon nhất, phù hợp nhất để làm bánh tôm. Dạ. Này, ở đây thì ngoài mình bán bánh tôm, mình còn bán bánh gì khác không chị? Có bánh bột lọc. À, bánh bột lọc nữa. Ở đây là bánh tôm, bánh bột lọc, bún ốc. Vâng. Nhìn chị rất là khéo tay nhá. Đúng là nghề gia truyền có khác. Làm từ nhỏ rồi mà, từ bé rồi. Đây là dán hết chậu rồi đấy. Ngày xong mình lại bổ sung chậu khác để mình dán tiếp đúng không chị? Đúng rồi, cái hết chậu này lại bổ sung chậu khác luôn. Vâng. Thì là bánh này ngon nhất là mình dán trong ngày. Dạ. Mình chỉ làm bánh dán trong ngày thôi, đến ngày hôm sau là mình lại đánh một chậu bột mới mình làm khác. Vâng. Thế bây giờ ví dụ như là mọi người muốn mua về thì làm cách nào để có thể làm nóng lại ăn cho nó dễ hả chị? Để có hai cách. Thứ nhất là có thể mình dán lên, cắt đôi cái bánh ra. Vâng. Sau đó là mình dán lên giống như là dán đậu, dán nem ấy. Vâng. Thế còn để cho nó nóng giòn là ăn. Cách thứ hai là mình có thể chiên bằng nồi chiên không dầu. Vâng. Chiên bằng nồi chiên không dầu thì chiên khoảng 5-6 phút thôi là bánh sẽ giòn lại ngon. Vâng. Còn đây là bánh chiên sơ. Bánh chiên sơ này thì để mà ngon thì mình vẫn phải chiên lại một lần nữa. Dạ. Thế này có cho vào lò vi sóng quay được không ạ? Không, lò vi sóng nó sẽ làm mềm bánh. Vâng. Là bánh sẽ không ngon, mà bánh này cần là độ giòn. Dạ. Đấy, mua về nhưng mà muốn ăn ngon thì cũng phải để giữ được cái độ nóng với độ ngon của bánh là cũng phải có cách của nó nhỉ? Đúng rồi. Chứ còn cứ như thế này là chưa ăn được. Vâng. Chỉ bánh chiên sơ chưa ăn được ngay. Tức là mình sẽ về mình sẽ phải chiên lại. Chiên lại. Vâng. Nếu mà khách nào mà có nhu cầu thì cũng chiên ở đây luôn cho khách giòn mang về. Vâng. Ăn luôn. Một hộp này là bao nhiêu cái hả chị? Một hộp 10 cái đấy. Vâng. Giá thì ở khoảng nào hả chị? Giá nhà mình bán là 150 là giá mang về. Còn nếu mà như các nhà hàng phục vụ ăn tại chỗ thì là 200. Vâng. Còn nhà mình bán mang về thì là 150. Dạ, giá cũng hợp lý nhờ. Đúng rồi, mình bán làm sao hợp lý thôi. Dạ. Làm sao để cho khách nhớ. Vâng. Rất nhiều khách quen nhớ năm sau đi lễ lại quay lại ở các tỉnh khác đi lễ, người ta vẫn lại quay lại nhà mình mua. Vâng. Em thấy là những con tôm mà chị chọn để dán là rất là đều nhau nhờ. Đúng rồi, tôm phải đều. Một cân nó là 60 con và 60 con làm được 30 cái bánh. Vâng. Để làm được một cái bánh tôm ngon thì mình phải chuẩn bị cái khâu nguyên vật liệu rất là chỉn chu. Vâng. Này, chị có phải dậy sớm để làm không? Có, dậy sớm để mình chuẩn bị nguyên vật liệu, ủ bột rồi đánh bột. Sau đó ra mình bán cho khách thì khoảng mình cứ phải dậy từ 5 giờ sáng. Dạ. Trong đó mình ủ bột, đánh bột, chuẩn bị tất cả các nguyên vật liệu. Đến khi ra 7 giờ thì bắt đầu mình vào chiên, bắt đầu làm cho khách. Dạ. Bởi vì để mà ăn ngon thì phải kèm theo cả nước chấm rau sống, dưa góp nữa. Vâng. Chị có thể cho em xem cái nước chấm được không? Ok. Mang cho chị xin một chai nước chấm vô đây. À, đây cái nước chấm đây ạ, đúng không chị? Đúng rồi, đây nước chấm đây. Vâng. Nước chấm nó có cả tỏi ớt này. Vâng. Tỏi ớt giã tay nhá. Xong vâng. Nó nổi lên như này và một chút hạt tiêu nữa. Nó sẽ rất là thơm. Thế là cái này là mình pha sẵn rồi đúng không? Đúng rồi, pha sẵn và đóng vào chai. Mỗi một chai này sẽ là 10 bánh tôm. Vâng. Một hộp đấy. À, thuận tiện nhờ. Cho em xem tí. Đây, quý cô bác, quý chị và các bạn thấy nhá, khi mua bánh tôm Hồ Tây thì sẽ được cả nước chấm mình nữa. Thế này mình có ăn kèm với lại rau sống không chị? Có rau sống và dưa góp. Dưa góp là đu đủ và cà rốt. Vâng. 10 cái đấy là 150 em ạ. 150.000 10 cái đấy. Một hộp ạ? À? Rồi, ok, em đợi chị nhé.
Đây, trong một túi này là đã chuẩn bị này, nước chấm này, rau sống này và dưa góp. Một túi rau sống này. Một túi dưa góp này. Vâng. Đu đủ và cà rốt. Thế là khách mua cái là mình chỉ việc luôn. Đưa cho khách thôi đúng không? Đấy, đây một hộp bánh tôm cho khách mang về. Vâng. Tiện lợi quá. Gửi em nhé. Xin nhé, 150 của em, cảm ơn em nhiều nhá. Đấy, quý cô bác, quý anh chị và các bạn theo dõi video thì có thể là đặt hàng bánh tôm Hồ Tây theo cái số điện thoại cũng như là tên của chị chủ quán ở đây nhá. Rồi, chúc chị bán đắt hàng nhá. Cảm ơn em nhiều nhá. Chào tất cả mọi người. Vâng.